trả lời tạp chí Manager Magazine của Đức, tổng giám đốc Nokia Rajeev Suri cho biết hãng sẽ bắt đầu thiết kế và cấp phép sử dụng thương hiệu của mình để sản xuất điện thoại di động mới trong năm 2016. Ông Suri nói, chúng tôi sẽ tìm kiếm đối tác phù hợp, Microsoft sản xuất điện thoại. Chúng tôi chỉ đơn giản thiết kế chúng và cấp phép sử dụng thương hiệu. Nokia, hãng điện thoại lừng danh một thời của Phần Lan, đã bán mạng thiết bị cầm tay cho Microsoft năm 2014 sau khi doanh số suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, hãng cho ra mắt một máy tính bảng mới do Foxconn chịu trách nhiệm sản xuất. Tháng 4 2015, Nokia thông báo mua lại Alcatel-Lucent với giá 17,8 tỷ đô la nhằm tăng cường mạng thiết bị mạng lưới. Hãng cũng cân nhắc bán mạng bản đồ cho một số người mua tiềm năng như các hãng sản xuất xe hơi BMW, Audi, Mercedes, doanh nghiệp Internet Mỹ và Trung Quốc.